Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chân Thiện Nhĩ Bách Niên Ngày hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn về một chủ đề đó là bệnh nhức mỏi xương khớp Thì bệnh nhức mỏi xương khớp là một bệnh không điển hình Tức là khi mà chúng ta chẩn đoán trên lâm sàng hoặc là khi chúng ta đi xét nghiệm Thì chúng ta không tìm được ra nguyên nhân của bệnh tật Thế đặc biệt cái bệnh nhức mỏi xương khớp này thì thường hay gặp ở những người mà trong độ tuổi trung niên hoặc là độ tuổi tiền mãn kinh, những người đã lớn tuổi, ngày nào họ cũng cảm thấy xương khớp nhức mỏi, triệu chứng thêm nữa là buổi tối họ cảm giác chân tay bất dứt, khó ngủ và cứ như kiến cắn ở chân, rất khó vào giấc ngủ hoặc là kéo theo cái việc là họ đã ngủ rồi nhưng vì đau nhức xương khớp quá và họ không ngủ được lại, thường thường thì những người như này thì nửa đêm thì phải dậy, sau đó là phải xoa dầu gió hoặc là nắn bóp chân thì họ mới có thể ngủ được. Thì đó chính là triệu chứng của cái bệnh lý liên quan đến nhức mỏi xương khớp. Theo dưỡng sinh Đông y và theo thực dưỡng thì bệnh nhức mỏi xương khớp này nó liên quan đến một cái quá trình là chúng ta đã ăn rất nhiều các cái thực phẩm âm. Thì các bạn cần phải hiểu rằng là phần dương nhất trong cơ thể chúng ta từ ngoài vào đó chính là xương. Xương là một cái cơ quan cứng chắc ít nước và dương nhất trong cơ thể mà khi mà các bạn đã bị đau nhức xương khớp rồi thì các bạn cần phải biết rằng là cơ thể của chúng ta đã âm hóa đến mức nào và khi mà xương khớp chúng ta đã đau như vậy rồi thì rất dễ nảy sinh ra các cái bệnh khác tiếp theo bệnh xương khớp thế thì những thực phẩm nào âm mà liên quan đến xương khớp đó là những thực phẩm liên quan đến hoa quả ngọt đến sô cô la đến bánh kẹo, đến các nước trái cây, đến trà sữa. Cho nên là tại sao các bạn thấy là những cái thanh niên 30, 35 tuổi mà cũng đã bị thoái hóa đốt sống cổ hoặc là hoặc là thoái hóa cột sống, thậm chí là có những người rất là trẻ tuổi bị loãng xương. Mình sẽ lý giải cho các bạn theo góc độ khoa học như sau. Là khi mà chúng ta ăn nhiều đồ ngọt vào trong cơ thể sản sinh ra rất nhiều axit acid, acetic thì axit acetic cũng là một dạng axit mạnh. Nó làm bào mòn các hệ thống xương, làm bào mòn các cơ quan tạng phủ nếu như mà nó không được trung hòa một cách đúng đắn. Thế thì trong cái vị của âm dương ấy thì cái vị âm nhất chính là vị cay xong rồi chua, ngọt đến mặn đắng chát. Ngọt nó vào cơ thể nó sinh ra chua và nó làm cho cơ thể của chúng ta bị âm hóa. Khi mà một cái lượng muối của chúng ta trong cơ thể nó không đủ. Thường thường nó sẽ có hai dạng muối trong cơ thể. Đó là các cái dạng muối liên quan đến các thực phẩm chúng ta đưa vào. Như là các cái loại rau nó cũng có dạng muối thực vật. Hoặc là muối chúng ta đưa vào từ cái việc mà từ nước chấm, từ muối bột canh chúng ta đưa vào cơ thể. Và khi mà cái lượng đưa vào cơ thể đó mà không đủ để trung hòa hết axit thì cơ thể nó sẽ một cơ chế bắt buộc là gì? là nó sẽ rút các cái muối và canxi từ xương của chúng ta ra dẫn tới cái thời gian đó kéo dài thì nhẹ thì sẽ sinh ra những cái bệnh như đau nhức xương khớp và nặng hơn sẽ là loãng xương hoặc các cái bệnh lý về thoái hóa xương khớp hoặc là chúng ta bị viêm khớp bị đau khớp và các cái bệnh lý về xương và khớp có một nguyên nhân nữa là các bạn uống quá nhiều nước. Các nhà khoa học khuyến cáo là một ngày chúng ta sẽ uống 0,4 lít nước trên 10 kg thể trọng. Ví dụ như là cơ thể của mình là 70 kg thì mình sẽ uống là 0,4 x 7 bằng 2,8 tức là mình sẽ uống là 2,8 lít nước một ngày và 2,8 lít nước đó nó sẽ nằm trong cả thức ăn và Cả cái lượng nước chúng ta dung nạp vào hàng ngày. Các bạn không thể nhầm lẫn được rằng. Các bạn không thể chuẩn bị 3 lít nước. Các bạn đặt ở bàn đó là 6 chai la vi. Để các bạn uống hết được. Mà chúng ta phải tính. Ở trong tất cả các khẩu phần ăn. Trong canh. Trong trà sữa. Trong hoa quả. Và tất cả những dạng đó. Thì các bạn biết rằng là. Bất kể cái gì chúng ta ăn vào trong cơ thể. Đến than đá. Nó cũng chứa rất nhiều phần trăm là nước và đến rau là 90% là nước, cơm cũng như vậy. Trên cái lượng nước thường khi chúng ta đưa vào cơ thể nó đã bị thừa rồi. Ngoài ra thì các bạn có một cái thói quen là cứ thấy khát là uống, cứ thấy khát là uống. Và khi mà chúng ta uống quá nhiều nước chúng ta sẽ cảm thấy nhức mỏi xương khớp. Trong điều trị về bệnh nhức mỏi xương khớp, điều đầu tiên là mình khuyên các bạn uống ít nước lại. Chỉ cần các bạn uống ít nước lại thôi Là ngay ngày hôm sau Cái việc nhức mỏi xương khớp chúng ta đã giảm rồi Và mình sẽ nói tiếp những cái vấn đề liên quan của nước đến thận Thì mỗi một lít nước khi đưa vào cơ thể Thì sẽ phải lọc qua thận là 200 lần Tức là bình thường với một lít nước Thì thận chúng ta phải lọc là 200 lít nếu như chúng ta uống 5 lít nước vào cơ thể một ngày thì thận chúng ta phải lọc một ngày là 1 lít. Và khi mà thận phải làm việc quá nặng nhọc như vậy dẫn tới chức năng thận kém mà các bạn biết rằng là mình đã nói trong video trước thận chủ về xương cốt và khi mà chức năng thận kém thì xương cốt kém khi xương cốt kém thì không nghĩa lý gì mà chúng ta không đo mỏi xương khớp cả cho nên khi mà chúng ta giảm được một lít nước một ngày thôi nó cũng sẽ làm cho cái thận của chúng ta đã khỏe hơn rất là nhiều rồi. Điều đầu tiên chúng ta giảm nước. Thứ hai là chúng ta sẽ giảm ăn những đồ hoa quả ngọt. Những đồ liên quan đến rượu bia. Chất kích thích. Những đồ âm như cà phê. Đặc biệt là một số liên quan đến nhức mỏi xương khớp. Như là thịt ếch. Cà pháo. Măng. Nấm. Giá. Giá đỗ thì các bạn nên ăn loại giá đỗ làm từ đậu đỏ. Còn giá đỗ làm từ đậu xanh thì các bạn không nên ăn quá nhiều. Vì giá đỗ nó cũng sẽ làm cho xương khớp của chúng ta hơi nhức mỏi. Tiếp theo là chúng ta cần phải bồi bổ các cái chức năng của thận và chúng ta phải kích thích các cái tuyến nội tiết của chúng ta, tăng tiết những hormone để làm cho trẻ hóa cơ thể. Vì là cái bệnh đau nhức xương khớp này nó thường xuất hiện ở phụ nữ từ tuổi 40 trở đi. Còn từ 40 trở lại thì nó dễ điều chỉnh. Và chúng ta chỉ cần giảm nước đi là người ta đã đỡ rồi. Nhưng từ tuổi 40 trở đi, chức năng các cơ quan tạng phủ kém và nội tiết của cơ thể những người mà từ tuổi 40 45 trở đi cũng sẽ bị kém. Đặc biệt là những người trong tuổi đã mãn kinh và tiền mãn kinh. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cách bấm huyệt để làm tăng các chức năng của thận là nơi chủ về xương cốt và tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào các cái tuyến chức năng liên quan đến những cái bệnh lý về xương khớp như vậy để tiết ra những hóc môn làm trẻ hóa cơ thể làm giảm nhức xương khớp và các bạn nhìn lên đồ hình khi mà chúng ta bị đau nhức xương khớp thì cái huyệt đầu tiên chúng ta phải bấm là vị trí số 17 này đây là vị trí của thận ở phần chân trái và phần chân phải thì chúng ta sẽ bấm vào vị trí số 17. Tiếp theo chúng ta đi theo vị trí số la 25 và bấm vào vị trí bằng quang để thải độc tất cả những cái liên quan đến thận và thải độc tất cả độc tố ở bàng quang của chúng ta ra ngoài. Vì theo ngũ hành tương sinh đó là kim sinh thủy. Kim là vị trí, cơ quan là phổi và ở phổi là vị trí số 14. Và chúng ta sẽ bấm tiếp vào vị trí số 14 này. Ngoài ra thì các bạn phải kích hoạt các cái tuyến trong cơ thể để sản sinh ra những cái hormone tốt cho cơ thể. Các bạn lưu ý là cần phải bấm vào đặc biệt là cái tuyến yên số 3 là vị nhạc trưởng của các tuyến nội tiết. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp dùi và bấm. Chúng ta sẽ bấm dò vào vị số 3 này và chúng ta bấm rất kỹ về vị trí số 3 này. Vì vị trí số 3 nó sẽ điều khiển tất cả các tuyến để sản sinh hệ thống nội tiết. Chúng ta sẽ bấm vào vị trí của tuyến yên và tuyến tùng ở vị trí số 3 này và chúng ta sử dụng phương pháp nắn nữa. Sau khi chúng ta bấm tiếp vào tuyến yên và tuyến tùng này chúng ta sẽ bấm vào vị trí số 16 là tuyến thượng thận. Đây là huyệt dũng tuyển. Khi mà chúng ta bấm vào vị trí số 16 này nó sẽ làm cho tăng sức mạnh của tất cả các tuyến và các cơ quan chức năng. Đặc biệt là cơ quan chức năng về thận. Tương tự tại vị trí ở trên bàn tay thì chúng ta sẽ bấm vào vị trí số 17 ở thận đây. bấm theo đường số 25 ra 26 qua niệu quản xuống bằng quang và chúng ta bấm dọc theo đường này. Đây là chính yếu. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào vị trí của phổi là số 14. Đây là vị trí mẹ của thận. Đây chúng ta bấm vào vị trí mẹ của thận. Phổi khỏe thì thận sẽ khỏe. Phổi yếu thì thận cũng sẽ có vấn đề. Thế cho nên là chúng ta phải bấm vào vị trí số 14 này. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào vị trí nhạc trưởng số 3 ở đây ở hai đầu ngón tay cái. Và chúng ta sẽ dùng phương pháp nắn để nắn hoàn toàn các đầu ngón tay cái này để chúng ta nắn cả tuyến tùng nữa. Và tuyến thượng thận ở số 16 đây. Thì số 16 này chúng ta sẽ gõ cùng với cái huyệt liên quan đến thận ở đây và chỉ có bằng các phương pháp này thôi, cộng với ăn uống, chắc chắn những cái bệnh lý liên quan đến đau nhức mỏi xương khớp và các cái chức năng của các cơ quan tạng phủ thận thì ngày càng sẽ càng mạnh hơn. Trên lòng bàn chân thì chúng ta sẽ gõ vào huyệt thận ở đây và tuyến thượng thận ở đây. Huyệt Dũng tuyền và đây chính là huyệt khi chúng ta gõ vào sẽ làm cho cơ thể tăng sức mạnh, làm cho các cơ quan tăng sức mạnh lên rất là nhiều. Chúng ta sẽ dùng dùi và dùng búa để chúng ta gõ vào cái vị trí này. Gõ xung quanh cái vị trí thận và thượng thận này. Và dọc theo cái đường này, niệu quản. Để đi ra bàng quang. Đây nó là chính là cái cơ quan chính để làm cho chúng ta có một cái thận khỏe. Từ đó chúng ta sẽ làm giảm nhức mỏi xương khớp. Đây nó là vị trí của phổi. Phổi là mẹ của thận. Phổi khỏe, thận sẽ khỏe và chúng ta cứ gõ như thế này ở vị trí của phổi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ dò vị trí chính xác của tuyến yên để kích hoạt các cái tuyến nội tiết trong cơ thể tuyến yên là tuyến nhạc trưởng chỉ đạo tất cả các tuyến nội tiết nên là chúng ta sẽ dò cái vị trí của tuyến yên chúng ta sẽ dùng ngón tay cái xoa tròn như thế này tăng dần lực và đến một cái điểm nào đó chúng ta sẽ thấy một cái điểm rất nhói Đấy, rất nhói nhói óc lên não ấy thì chúng ta sẽ dừng lại ở đó và chúng ta sẽ bấm mạnh dần ở cái vị trí đó chúng ta có thể dùng ngón tay cái nếu như mà sức yếu chúng ta sẽ dùng dùi còn bình thường như thanh niên thì chỉ cần bấm ở đây là đã đủ lực rồi cái huyệt tuyến yên này nó hơi sâu cho nên chúng ta phải bấm hơi mạnh một chút nó sẽ kích hoạt toàn bộ các hệ thống nội tiết trong cơ thể Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta nắn. Phương pháp nắn mình đã giới thiệu trong bài phương pháp nắn rồi. Đấy, chúng ta cứ làm như vậy nha. Kết hợp với chế độ ăn uống mình đã dặn những thực phẩm không nên ăn cực kỳ âm và cực kỳ không tốt cho xương khớp, đó là cà muối măng, thịt ếch, nấm và những thực phẩm âm như là các cái hoa quả ngọt, rượu bia, uống nước nhiều không tốt cho xương khớp. Trên lòng bàn tay chúng ta có thể gõ hoặc rùi vào cái vị trí từ thận đây, thận, tuyến thượng thận, rùi. Và vì chúng ta có cả tuyến thượng thận nên chúng ta sẽ dùng búa để chúng ta gõ thêm. gõ dọc theo vị trí của niệu quản đến bàng quang để thải độc tăng chức năng của thận và để thải độc ở bàng quang bàng quang cũng rất nhiều độc tố và nó cũng là gốc của rất nhiều các bệnh tật như tiền liệt tuyến hoặc là viêm tuyến tiết niệu thì cái tuyến này cũng rất là quan trọng và là cơ quan thải độc của cơ thể. Sau đó chúng ta gọi đến huyệt mẹ của thận là phổi. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào tuyến yên. Bấm vào tuyến yên ở trên đầu ngón tay này. Chúng ta sẽ dò vị trí tuyến yên như mình đã hướng dẫn. Nắn chúng ta rảnh như nào chúng ta sẽ nắn tuyến yên và tuyến tùng lúc nào chúng ta cũng nên nhắn nắn và chúng ta nên bấm sẽ rất tốt cho cơ thể thưa quý vị và các bạn đau nhức xương khớp nó là một bệnh lý mặc dù là không phổ biến nhưng ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ đến chất lượng cuộc sống thậm chí là đến tính tình hay cáu gắt hay khó chịu vì là lúc nào cơ thể cũng trong cái tình trạng là đau nhức kiến cắn vì vậy nên việc áp dụng cái chế độ ăn uống và xoa bóp bấm huyệt để điều trị cái việc đau nhức xương khớp này cực kỳ là quan trọng các bạn thực hành kiên trì và đều đặn thì các bạn sẽ vừa phòng được bệnh và vừa chữa được bệnh một cách rất là nhanh chóng xin chúc các bạn có một sức khỏe khỏe mạnh và nhớ like và đăng ký kênh cho mình để ủng hộ mình và nhận được video của mình một cách sớm nhất xin chào và hẹn gặp lại các bạn